đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Món Ngon Giao Mùa. Quý vị thân mến, không biết là quý vị có cảm nhận giống Minh Châu hay không, nhưng mà tự nhiên mấy ngày hôm nay nè, trong cái tiết trời này, em muốn về miền Tây quá cô Thảo. Lãng nhắc vậy, tự nhiên không muốn về miền Tây à? Thì tại vì bây giờ em tưởng tượng là ở miền Tây bây giờ không khí giao mùa, sông nước nè, miệt vườn nè, cây trái nè. Em thèm được ăn những món ăn dân dã của miền Tây nè. Em thèm những cái món rau ghém thân thuộc chấm với lại mắm kho. Wow, không về là Minh Châu cũng có tâm hồn ăn uống ghê vậy đó ha. Cô ơi, em không có thì ai có bây giờ? Nhưng mà không cần gì về miền Tây đâu. Trong chương trình ngày hôm nay thì là cô sẽ giúp cho Minh Châu có thể thưởng thức ngay hương vị của đồng quê ngay tại chính gian bếp này. Ồ, như vậy là sẽ có một món ngon miền Tây đây. Chắc chắn rồi. Có phải mắm kho không cô? Cũng là món kho nhưng mà không phải là mắm kho đâu, mà là một món kho sử dụng nguyên liệu chính là cá lóc nè. Và món ngon trong tích tắc ngày hôm nay sẽ là món cá lóc kho củ cải. Để thực hiện món cá lóc kho củ cải thì chúng ta cần chuẩn bị một con cá lóc có trọng lượng khoảng 500g, một ít củ cải trắng, hành lá, ớt sừng, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Cá thì chúng ta mua về ha. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta muốn khử cái mùi tanh của cá thì khi rửa thì chúng ta rửa với vài nước, có pha một ít muối và bắt một miếng chanh vào thì sẽ khử được mùi tanh của cá rất là tốt. Bây giờ cô sẽ cắt khúc cái phần cá này ra, mỗi khúc như vậy khoảng chừng 4cm nha. Để cho cá thơm á thì là lúc nãy trong phần nguyên liệu á chúng ta đã có là hành lá nè, có ớt sừng nè. Thì phần hành lá này chúng ta lấy cái phần đầu hành trắng giả dập ra, và cái phần ớt thì chúng ta cũng cắt nhỏ và chúng ta giả nhuyễn ra như thế này, và chúng ta ướp vào trong cá. Sau đó chúng ta còn phải ướp thêm vào khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê tiêu nè, và một ít muối. Muối chúng ta cho vào chỉ khoảng 1/4 muỗng thôi. Cô sẽ ướp thêm vào một muỗng canh nước mắm nữa, trộn đảo cho thật là đều để cho cái phần gia vị này thấm vào trong cá. Củ cải trắng này khi mua về thì chúng ta rửa sạch và bào bỏ cái phần vỏ đi. Nếu mà chúng ta mua được những cái củ cải trắng nhỏ như thế này là củ cải trắng non, rất là ngon, thì chúng ta không cần phải chẻ nhỏ ra, chúng ta chỉ cần cắt khúc như thế này khoảng chừng 3cm chiều ngang nè. Nhưng mà tại sao cô Thảo lại thích dùng củ cải nhỏ nhỉ? Nếu mình dùng củ cải trắng lớn á thì thứ nhất á là sẽ bớt được cái mùi hăng đi, thứ hai á là mình cũng đỡ mất công phải gọt vỏ nhiều. Khi chúng ta chọn củ cải trắng nhỏ á thì củ cải trắng nhỏ nó sẽ có cái vị ngọt hơn, và đặc biệt rất là thích hợp cho những cái món kho ngọt giống như món cá lóc kho củ cải này. Bây giờ cô sẽ cho vào trong chảo này khoảng 1 muỗng canh đường. Cái động tác này quen quen, mình đang làm cá rá mén đúng không cô? Chính xác. Mình chỉ cần thắng một chút xíu thôi là bắt đầu đường tan dần dần ra đúng không cô? Đảo đều cho đến khi mà cái phần đường này bắt đầu cháy, hơi cháy một chút, đổi qua màu vàng nâu. Thì chúng ta sẽ cho một ít nước vào. Cô sẽ trút cái phần cá này vào, và khi chúng ta cho cá vào chúng ta sẽ đảo đều, xóc nhẹ để cho nó thấm đều cái phần caramel này. Và bây giờ thì chúng ta tắt bếp được rồi. Chúng ta sẽ để lại khoảng chừng 5 phút để cho cá tiếp tục thấm gia vị nữa. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang giai đoạn là chúng ta sẽ luộc cái phần củ cải này. Chúng ta sẽ đặt lên bếp khoảng chừng 2 chén nước lạnh nè. Kế đó cô sẽ cho vào 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước mắm. Bây giờ chúng ta cho hết phần củ cải này vào. Chúng ta sẽ luộc cho cái phần củ cải này sôi lên khoảng chừng 2 phút thôi là được rồi. Dạ. Rồi, cô sẽ vớt phần củ cải này ra. Bây giờ Minh Châu giúp cô nè, để cái chảo nó qua đi. Dạ, để chảo qua. Củ cải này cô sẽ vớt hết ra. Bật bếp lên trở lại đi Minh Châu. Bật bếp lên trở lại. Bây giờ cô cho nước củ cải vào nè. Rồi, như vậy là sau khi mình cho nước kho củ cải vào thì những miếng cá bây giờ đã vốn đã thấm gia vị rồi lại còn có thêm gia vị thấm vào trong nữa. Đúng rồi, tại vì lúc nãy chúng ta ướp nè thì một phần gia vị nhỏ thấm vào trong cá, xong rồi sau đó cái phần nước củ cải á vừa có gia vị ở trong đó lại vừa có cái hương thơm của củ cải nữa, chúng ta cho vào thì như vậy cá lại tiếp tục thấm gia vị một lần nữa thì món cá kho chúng ta mới ngon. Chắc chắn là em sẽ không quên nhắc nhở này của cô Thảo đâu. Quý vị khán giả cũng đừng quên nhé, chúng ta sẽ sử dụng nước luộc củ cải để kho cá giúp cho cá thơm và ngon hơn. Khi nước vừa mới sôi lên trở lại á thì quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta sẽ vớt bớt phần bọt đi,
Và sau khi chúng ta đã vớt bọt hết ở trong cái phần nước củ cải rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục cho củ cải vào và chúng ta tiếp tục kho cho nó cạn. Chúng ta sẽ cho hết cái phần hành vào và phần đầu hành thì chúng ta cho vào trước để cho chín nè. Dạ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ rắc thêm một chút xíu tiêu nữa. Và bây giờ cô sẽ múc để bày để trang trí nha. Chan thêm cái phần nước này nữa vì đây là cái phần mà chúng ta sẽ ăn kèm chung với rau ghém. Cá thì đã múc ra rồi và cô cũng đã chuẩn bị sẵn một dĩa rau ghém nè, với đủ thứ loại rau nè, có thêm một ít cọng súng mà chúng ta tỉa xoăn nữa. Đây, mình chào thử thưởng thức món ăn của miền sông nước này coi thử coi thế nào. Bây giờ riêng về phần hình thức á, thì em thấy rõ ràng là cá đã chín nè, nhưng mà củ cải thì không hề bị nát. Hy vọng là cùng với màu vàng nâu đẹp tự nhiên này thì chất lượng cũng sẽ rất là đảm bảo. Mình cho hãy thử xem. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ thực hiện món ăn này và cũng sẽ cảm nhận giống như Minh Châu, khi mà chúng ta cắn miếng cá sẽ cảm thấy thịt cá ngọt nè, dai nè, và bởi vì là cá lóc đồng cho nên còn có mùi thơm nè, và cái vị dai của nó rất là tự nhiên nữa đó. Món ngon, giao mùa. Hy vọng rằng quý vị đã kịp ghi nhận lại tất cả những gì mà chương trình hướng dẫn ngày hôm nay. Còn nếu như mà quý vị chưa kịp ghi nhận lại thì cũng không sao đâu. Quý vị hãy liên lạc với chương trình nhé. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho quý vị. Hãy viết thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Bây giờ chương trình phải tạm khép lại rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.